Bánh tét đặc cuông nổi tiếng nha. Bánh Sài Gòn là mình chưa thấy cái nào lại luôn á. Ở bên trong là có nhân thịt nè, đậu xanh nè, hai bên một nếp màu xanh và một nếp màu hồng, nhiều xanh lá dứa, đây màu lá cẩm. À, nó mềm lắm, rất là ngon. Đẹp ghê không? Đẹp mà ngon cả nhà ha. Dân một chảo lâu thôi mẹ. Hello. Nãy đây để chị ca về mà mẹ chắc mẹ sợ trễ nên là mẹ chiên trước ha. Chờ chị về tối lắm. Để lát nữa cậu ăn rồi nhảy chưa chút nữa này cậu đặt nước. Dạ. Rồi, chiều nay ăn bánh xèo hả mẹ? Không hả. Nãy mẹ đã có bún nè. Cậu nói má hay đũa, má hay mừng mắm tôm chua chị để thấy lạc cơm nè. Dạ. Ngon lắm chị. Nói ăn hơn chị có nè. Chị cho ăn cái trời ăn thịt luộc với bún ngon nó rồi lát nữa có liền. Nên luộc thịt rồi cả luộc bàn cả. Dạ. Rồi có bún nè. Thì nói chút còn tư ghé thôi mà. Còn Sơn chào cả nhà nghe. Bữa nay có cậu Bảy mà Bảy ghé nè. Rồi có bạn của cậu Sáu nè. Rồi chút xíu nghe nói có cậu Tư mở Tư. Bây giờ mẹ chuẩn bị bánh xèo với lại thịt luộc, mắm tôm ha. Bữa nay mời cả nhà cùng tham gia nghe. Ủa chưa gió quá hả mà không làm thôi mà. Chưa gió lắm, chưa lâu. Để mẹ lấy cái chảo nữa chị. Đây nhà, thịt luộc rồi đây nè. Mắm tôm con á hả mẹ? Mắm tôm đây nè. Dạ. Đây, mắm tôm. Đây, thịt luộc đây. Đó. Rồi hen. Đậu ướp. Muốn giấm hả? Mẹ pha giấm mẹ trộn lại á xem. Dạ. Mẹ mắm tôm xem. Mẹ mà làm tôm rau thịt hả mẹ? Hát như thịt nãy tính chiên mắm xèo. Rồi giờ luộc. Dạ. Luộc thịt. Mẹ nói chảo này chiên không bằng cái chảo kia em. Đúng rồi, nó ngon nè. Không giòn. Chảo em nó giòn mà. Chảo thì dễ giòn hơn. Mẹ chiên lần lần để sợ chiều khách về không kịp. Dạ. Anh sao? Xuống đi, mẹ đang nấu cơm mà. Đừng có quậy. Chỗ ba làm việc là không có được lên phá. Đẹp hả? Dạ được rồi. Ngày mấy cái nữa em? Cỡ 3 4 cái nữa. Sắp xong rồi ha. Thì tưởng lâu ai giờ cũng nhanh. Một bịch khoảng 10 cái. Dạ làm có một bịch hả? Dạ làm một bịch. Sáng mẹ mua 2 bịch. Dạ. Tại đây có thịt á, thịt luộc ăn với bánh. Là lại một bịch. Dạ. Bữa nay cậu bắt được cái đói quá chừng luôn, quá ngon sợ. Không có tôm, không có 5-6 con tôm à. Hôm nay sao được cái đói quá trời luôn ha. Dạ. Nó sống nhăn ngon ghê. Dạ. Nó vô nguyên bầy hay sao? Sáng hả? Kiểu mai vô chưa bánh xèo. Bữa nay về sớm hả chị? Bánh tiêu. Ăn nữa chú ăn được. Để bụng đi, dạ để bụng chút xíu ăn bánh xèo. Cái này ăn gì mà? Cái đói ăn cái gì mà? Rau sống. Hay không hả? Kho lạc. Nhà có mà làm như lạc lạc ăn thơm vậy đó. Dạ. Mẹ coi xong mẹ kêu múc hết đi. Để nó hai bà con à. Nãy anh bảo chị Thẩm không về hả Út? Bữa nay chủ nhật chị có khách không? Khách đông. Dạ. Nãy mẹ có rủ chị về ăn bánh xèo. Rồi bữa làm bánh xèo chưa? Dạ xong rồi. Bánh xèo chiên xong rồi. Em xưa có đứa con đi bộ đội á. Dạ, nó về hả? Nó về. Dạ, đi học. Em đi làm anh. Dạ. Nó học con mới đi. Dạ, em hai, một đứa con gái. Con gái đấy hả? Con gái nhỏ không? Gái nhỏ hả? Dạ, hai đứa rồi, em ba. Hai đứa con. Hai đứa. Đứa nhỏ nó học đại học năm thứ ba rồi. Xưa đó, vô quay phim mà chuẩn bị đi bộ đội đó. Dạ, chia tay. Thôi, chuẩn bị đi bộ đội đó. Mấy năm rồi Út? Từ cái đó là... Bây giờ là 3 năm rồi hả? Dạ.
cậu có xem nhiều lắm. Lâu rồi dạ. Vô đây biết mặt hết đó. Cơ duyên nào mà anh thấy thì anh tìm ra thấy chị Cẩm. À, bữa đi bữa Cẩm ở đâu? Lúc mà Covid nó bỏ cả nhà, cái hao trọng vô cái thấy bà Cẩm vô. Á, mình chú quen rồi, tôi biết mà. Ở đâu mà trùng hợp á? Hồi trước là đi học và anh đã gặp chị Cẩm còn nhỏ thôi. Biết sao? Biết sao? Tại bây giờ là bạn cùng học chung, đâu học chung đâu. Dạ, học chung cũng khó đó. Nó bây giờ chung khóa bạn hết. Dạ, bạn này bạn nó kia đó là bạn luôn đó. Dạ. Thì cái bỏ hình lên Facebook cũng biết. Nó kết bạn như vậy. Nó kết bạn như chị Cẩm hả anh? Ờ, thấy nhiều mới kết bạn đó. Dạ, điều rồi. Các em kìa. Nói là sao kết bạn em kết em không biết ai đâu. Tự nhiên ông nào đâu đâu. Đâu? Lúc mà coi ha, hai chồng có tiệc trùng, hai chồng vô có lẽ giọt trời, mà cảm nhớ rồi bạn đó. Cái gọi ngày mai cái lầm bạn kết bạn Facebook không? Không trả lời. Không trả lời, không trả lời, đâu nói chuyện được. Rồi mới cái thằng qua đó, mới tôi tìm lần lần, ủa sao thấy phòng phòng gian nào? Sao tin nhắn chờ? Chàng... Không, cái thấy lâu quá rồi bỏ luôn. Chàng kết bạn đi bà, chàng kết bạn đi bà. Lúc nãy tôi cười ha, tôi đó thì dân ca hóng là cũng cười tươi. Ôi, con nhớ còn cái đây. Nãy mà tôi với ai nói qua bà Bảy? Ai với mẹ con nghe. Cô Nga. Bạn Mà Tư hả? Bạn Mà Tư vậy dạ. Được không? Cô Nga qua rồi. Dạ. À, cô Nga diễn qua nay là tại hôm qua có cái nhà 17 nhưng mà đợi xui của ông Tấn Trung. Dạ. À, với bạn có chị Tư. Anh về một mình. Về một mình. Bà xã hỏi bà về. Ở nơi bà không về. Ở nơi bà không được. Dạ. Thì vậy bà không đi được. Rồi bây giờ mình dọn ở đâu? Bà kêu là không đi không được. Bà đi đừng để kêu tôi ở lại với bà không? Không xe không công bằng. Bà đừng bắt tôi lại. Đừng bắt không công bằng. Dạ. Giờ cho thầy mâm rau hả mẹ? Ừ. Tép. Thầy ăn lặt chứ giờ lặt ra nát đó. Nó nhuyễn quá. Cái đầu lặt cái đó. Họ mới ăn được chút lúc bà nhà em không không ăn không được nhưng mà chưa có biết á. Bữa bỏ cái thì ăn thì thấy được rồi. Bãi ghẹo nữa. Đó, bên cậu Bảy cũng cho Vũ Út một mới này hả cậu? Bảy làm cho cậu, dạ. Cho con mấy chậu luôn. Mấy chậu luôn. Dài quá, nó nằm dưới đất luôn rồi. Con nằm rẻ ra đi. Rẻ đi kìa. Cái này dài, rẻ bớt đi. Cao quá trời. Vút nó ra vậy nè. Nó điếm kìa kìa. Nó điếm lên cho 10 giỏi lắm rồi. Hai ba. Cái cọng này cứng nhắc hả Cẩm? Dạ. Rồi, hổm em nghe Út Mộng nó nấu ngót á. Nó bỏ vô nó ngon thiệt. Ừ. Đâu có biết tưởng ăn cá chiên không à. Cá con ngót thả vô hả mà bảy? À, nó ngót à, cà rồi đó, cái bỏ vô giống như nó là cần tàu đấy ha. Tàu vậy đó à. Xong nha em. Dạ. Ở nãy mà Tư gọi nói gì mà khỏi chuẩn bị đồ ăn sao mà? Nghe chứ nghe nữa. Dạ, ở vậy hả? Dạ. Chưa khỏi chưa ha? Đón khách là bên xui dưới chung xuống. Dạ. Mà Mận Tư đi đâu được. Tại vì mấy người đó là quen Mận Tư. Ừ, dạ. Bây giờ mai đâu có được uống đâu. Được rồi, sân ca. Đủ rồi. Nước trà được rồi chị.
Nhưng là nãy là uống đủ dụng nước trà đi. Chạy đi. Tổ nguyên bọn cái gì nè. Đó, cuốn cái mâm rồi đó. Dạ ra đi. Đấy, hồi nãy con chặt con bỏ cũng đậm ra. Rồi. Đưa cậu. Dạ. Lấy cho mẹ cái dĩa xíu để cho mắt. Hồi xưa bác gái làm món này mấy chục năm. Hồi nãy mợ bãi đang cắt tôm. Chị ơi, chị biết mừng mắm tôm này không? Không có thấy tôm chua. Dạ. Thấy con tôm đi cắt nè. Bố không biết làm, nó có trong nhà luôn. Chị ơi, ăn với bún với đâu rồi. Không ăn rồi, không có luôn. Ngồi với nãy đi sao? Ăn rồi nhớ quá. Nghe đây. Ăn ngon quá hả? Sao? Ngon. Ngon quá, ngon quá. Thích được không quá à. Đừng ăn thử ra con tôm không, đừng ăn với thịt thử đi nó ra sao, ngon không? Đó nha, mong muốn về ghé nhau việc chơi nữa nha, chơi mấy ngày luôn nha. Món này kiếm không ra. Mới về chị chọn mấy cái món kiếm không ra không đó. Đờ mắm tôm bệnh không có. Có nhưng mà khó. Mấy cô bỏ lên mấy cô em thấy thèm ha. Mấy cô thấy là muốn ăn không có ăn nữa. Em ăn đó miếng thì ăn miếng bánh xèo nha. Ăn biết ngồi nha. Miếng này ít nè. Không phải mấy người bệnh. Dạ, chào mời cảm ơn chị. Không đủ. Mẹ cho bệnh nữa thì nó lòng mẹ. Để dư của mình tổng cậu lo con ngã thanh sao đâu thanh vũ thanh mấy con nhà thanh đừng lo cũng thanh thật tiền nước chấm lắm á biết rồi có ý là nói út thanh đó là ăn lâu xíu thôi anh mở bảy càng lâu ăn đây sao không có con á không có rau á bánh xèo không nghe là và cả nhà mình ăn bánh xèo nghe. Tôm đất á, mình làm vậy á, mình chưa bỏ đu đủ nha. Mình làm mà còn ăn nó thay đu đủ cho. Chứ có tỏi. Ngày xưa không có củ hành mà, thành ra không có pha. Giờ mình trộn đu đủ mình ăn, từ 10 ngày cũng được. Đã không? Nó để ngoài sợ nó thiêu. Rồi rộng luôn hết. Việt Nam quá rồi. Thêm ớt rau thì là rau tôm nữa nè. Ừ, có gì lại sao á? Con ăn tôm nhớ rồi đó má. Cái ngạc không? Cái ngạc. Ừ. Ê, ngồi coi cậu thưởng thức để chữ xíu. Dạ, sao thấy không có nghe gì đi, chị Nam làm đũa ra. Đây nè, cái ăn gì? Cái gì? Đây nè, mình thấy xèo nè. Đúng rồi, mấy món này đúng rồi. Đúng rồi, nó nát á. Cho miếng bún đi. Ăn bánh xèo. Ăn cái gì? Ăn bánh xèo. Ngồi xuống đây, cho em cái chén. À, còn cái dán không? Ngồi xếp bằng lại. Trời ơi, ngồi xếp bằng lại nè. Xếp trên đậy. Anh cho bà sao vậy ạ? Mở cái dán lại. Dán lại. Mở dán lại đây. Nhấp được, chứ không được. Xếp. Hồi nãy ngồi bên kia, nhúc nhúc qua nhúc. Không được. Thấy tại vì tính kéo ra ngoài, đồ ăn ra ngoài mà để sát chỗ kéo ra ngoài, đồ ngồi thấy tụ thung. Ngon sao không? Xếp bằng lại không? Ngồi xếp bằng lại. Thôi. Ngồi xếp bằng lại. Cái kiểu này kiểu ngồi vậy mà. Anh Yên có cách là vậy. Ủa, anh Yên ơi. Bánh xèo anh Yên ơi. Đi kêu ba Yên ăn bánh xèo. Đúng rồi. Ừ, chạy ơi mày, ba Yên ăn bánh xèo. Nó đi đâu? Sơn Hà. Kêu ba Yên đi để ba Yên đói à. Con cấp gì kỳ vậy Sơn Hà? Ba ơi. Dính tay ăn. Cửa hẳn may ăn nhiều lần mắm này mà có lần mắm này ngon nhất. Ngon thiệt. Rồi. Ngon quá anh Thư, chị Tư chịu qua. Ủa qua hết rồi. Lạnh lạnh mấy hai cái à? Dạ, để hai cái lắm. Dạ. Sơ Hà không ăn Vinh hả Sơ Hà? Sơ Hùng? Nói như thế nào? Bỏ không hả? Bỏ không. Bỏ cơm nữa ăn nó sảm không? Chị người ta đói. Để thấy thiếu gì? Đồ phòng ăn cá đói vậy, chứ về bản không có cá đói nghe. Cá đói mà nấu vậy ăn không có. Nghe nói để chỗ cậu ấy. Dạ. Nghe nói lâu rồi đó. Cá đói mà chiên sườn lâu lắm. Cá đói mà chiên hả?
dừng lại á. Dí thì hết chỗ cậu ngồi đây để xích ra. Xích ra chứ. Cái này. Dí chỗ khóc nữa. Ăn kìa, cái này nước mắm me mới ngon. Ừ. Lúa chiên mắm me. Rồi vô lấy mắm me. Mắm me. Có mắm me. Đó. Đó, để xong rồi phụ. Còn bảy chú ăn cơm luôn. Cơm luôn. Ăn có chừng có xương á, ăn cơm không dùng lấy cơm chăng. Được được được. Đây rồi, chèo 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 đó. Ăn không đi gấp con. Gấp con không dám mặn. Gấp nguyên con. Đưa chồng cái chén bỏ xương. Ăn đi mấy chục năm mới ăn đó. Đó là mà kho à. Chụp chung ăn. Đâu biết. Trong quá chứ không? Trà đào này có uống. Quá trời nó uống hết luôn. Ngon không? Ngon. Ngon nước bình thường. Tôi không thấy trà đào ngon hơn rất bình thường. Trà đào có ba hả? Hai, cả nhà cười lên hai. Sức nghe hả? Vô đi mất tài, vô đi mất tài. Lên kia. Mẹ mẹ ngồi kế cậu bảy đi. Rồi, giữa này thì giữa, cậu giữa đi. Ngồi dưới sáu nha. Ừ, chị Năm nè. Em vừa dưới sáu rồi. Dưới hả? Vậy mà mới giờ không giới thiệu. Rồi, cơ lên nha. Ba. Từ từ, cái kia này nó giòn xương. Còn cá con nó xương nhiều. Cái này á, bình thường giờ bắt được bắt rẻ lắm. Bây giờ chưa xèo mà toàn cá còn sơ chiếm. Rễ chai mà, không có tôm. Toàn cá là cá. Mấy con tôm bỏ tôm lạnh, bỏ tôm lạnh luôn rồi. Ừ, có 6-7 phút mà. Con nước. Con nước nó có làm gì làm. Ngon anh, chấm nước ngon. Ngon, đúng bài. Đúng bài, chưa chấm này ngon dữ rồi. Chưa chấm nước ngon. Không ngon, tắm lại, xèo phải không, gấp cho em đi. Dạ bên này còn gấp. Chưa ai chứ? Đi gấp đi, chút đi. Thôi thôi, dẫn em ra chơi cát thôi. Tốt kia qua nè. Dẫn em ra chơi cát nè. Tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi. Ở dưới nhà miền Tây á. Rồi quen rồi. Không có, đem về rồi, đem về bên nhà tư rồi. Chút xíu chị tư chở qua đây. Rồi. Mình chơi tới 6 giờ xe nước mà ở nào luôn. Đúng 6 giờ xe nước, không sao. 6 giờ là đứng đó. Nô quá rồi. Thấy nước ngồi nhúc nhích bề luôn. Đứng dậy đi vòng vòng đi. Đứng dậy đi vòng vòng sắp tắt. Có cái gì, nước, thấy là có à. Chưa lên lịch, đi lịch đâu đó. Không có đi đâu á, đi đâu buồn, đi có một mình buồn. Nắm tay nó có một bạn bên xíu thôi nó về. Yeah. Rồi bữa Thanh Minh nó phải chạy ngang đây. Thanh Minh nó dựng cầu nổi bên kia Thanh Minh. Nó phải cậu mà ở lâu lâu á để cho cậu thưởng thức mấy món quê ở sông Dầm Cỏ. À, dân cò công mà. Cậu nổi. Yeah. Dạ, yeah, bữa có coi về đất ra chỗ nào đi kéo lưới đó. Bữa con đi với anh ấy hả? Anh vợ anh hả? À đúng rồi, ngay sông Dầm Cỏ đó mẹ. Mình đi kéo lưới với mấy anh ở Sài Gòn về á. Ở ngoài sông lớn hả? Sông, à, ngay bờ Vĩnh Tre đó. Đi kéo lưới vậy. Thả lưới. Thả lưới. Thả lưới. Mà bữa đó không có cá. Không có cá, trời ơi. Dạ. Thả lưới bên Vĩnh Tre. Bên chỗ, bên Hồ Tây. Cái dàn chỗ cô tẻ vô đó sao ngồi vậy ta? Lại nó cái thế. Cái thế công hả? Cái thế công sông bao giống như hình chữ U vậy đó. Một gió tay á thì trong dòng kinh đâm ra là ngựa. Dạ. Kinh đâm ra giờ còn nói là ngựa. Cái đó là sông. Từ dòng tình đâm vô Hồ Lộc là ngựa. Nhưng mà từ Hồ Lộc á mà về dòng kinh là xuôi. Còn hãy bắt đầu mùa gió này thì bắt đầu á là từ dòng kinh đâm vô Hồ Lộc là ngựa. Đi về dòng sông bao ngược bị dông đứt lèo. Đi bằng buồm, thuyền buồm đó, rồi cái đứt sợi dây lèo đang giữ cái thuyền buồm á, giữ cái cánh buồm á. Đang hồi đó mình đi buồm mà, xong bao ngược bị dông đứt lèo. Em mà tưởng bao ngược là sáng tới thôi. Chủ nhật tình tới là ăn xiên nấu cháo. À, chắc chạy lố rồi quay lại cậu Tư. Ăn xiên nấu cháo với cây chuối cây á. Đó, đi xe máy quá cả. Cậu Tư mà Tư ba. Ở dưới đây là nấu
cháu gà, bữa hổm có ai về đó, nấu cháu gà đó, không biết ai lợi đó, cháu gà làm đặc biệt bữa gà đó. Ôi, đây cháu xin ngon, đây cháu xin ngon hơn. Thôi bởi năm nay cháu gà là ăn nhát, mà đây xin ngon gà. Ăn với trộn với trứng cây ngon. Cây đó, cây. Nè, có cầu tư qua kìa, có khách rồi. Dạ. Chào chị. Dạ. Trong chị trong chị nước quà. Dạ, vậy, dạ. Chị mới xuống cũng tư hả? Chị mới xuống hả? Mới xuống. Dạ. Thì đi ngay về nào? Chị về em rồi, 3 tuần rồi. Dạ. Về cái bữa nay chứ không có xuống. Về cái đám kêu xuống đó, chị xuống lại. Lát một tư ngồi cái một tư đi. Dạ. Về xin Sài Gòn có em ơi. Chị đánh giá là quên nhà mà chị giữ lại một đòn tới nhà ăn nha. Không sao, đòn đó mình sẽ lại chú Sáu. Chú Sáu, chú Sáu, chú Sáu. Em trai. Đúng không em được. Sao vậy? Về nhà tối ăn. Về nhà hả? Về nhà tối ăn. Về nhà tối ăn. Về nhà tối ăn. Quên. Cảm ơn chị. Đến quên đi ngồi nè. Đây có từng này đó luôn. Đây nè. Cho tôi về cho ở ngoài ra xuống gặp 15 đi mở. Em là 15 rồi đó. Biết rồi. Thế rồi sức khỏe cho nên biết vàng. Dạ 15 gì nhất chị Nam. Thấy chị Nam thấy không? Mới nhạc tới có chuyện đổi hả? Dạ. Đóng hết cửa nhà chuông mở lắm, đóng cửa lắm. Dội, nghe nó mệt ngực lắm anh. Em đi ngang em thấy mệt 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 đi. Nó bơm cái sức chịu đựng cơ của mình. Mà nó nhức luôn tay luôn. Con lấy cái kéo cái này cho nó dễ cho. Qua rồi 6 cái rồi nó mở. Dạ, con lấy cái kéo em lại. Nó hiểu không ta chị? Dạ, có tên cái chén này. Đó mua một cái. Trời ơi, mình không ai chảy mà mình chảy về. Đi đâu mà tiên cặp của Vui mà bạn có coi hả? Đã nghe thời gian dài tiếc à. Cái đó là nếu mà hơn 90 là được lên nó học không tốt. Chị tư đi cẩm ơi. Sao không? Hai dĩa bự nè nè. Là đang ăn nè đấy nè dĩa nè chồng lại nè dĩa không chồng lại nè anh ăn đi anh đây chén em đây đây đó thợ chiên đó thợ thầy không đó năm giờ con 5 giờ tới 7 giờ. 5 giờ tới 7 giờ. Rồi. Còn chưa giúp rồi đấy. Em biết ai luôn mà chỉ đặng nó 9 giờ. Rồi kiếm không được chị kiếm không biết đâu chị kiếm mà giờ tự nó kiếm nó miệt tay đúng rồi. Đúng không? Nó có xui của xuống chờ trên đó. Đẹp mà. Theo á, hàng nhạc rồi dành dụm mua đủ, chị mua nhiều lắm mà không đủ, chia ra. Còn cái chỗ kia, chỗ kia ăn không có 8 tuổi. Nói chị Năm á, thấy chị Năm mạnh cơm á, chị Năm. Năm biết mà mắm cho chua. Muốn nè, múc làm em đi, múc cho cái chén đó cho chị Tư em đi. Tại không cơm sống, cơm chưa có xèo rồi. Không có bà cơm. Đứa đừng múc nhiều lành dư em nhiêu à. Nhiêu à, đừng múc nữa là dư bỏ ăn được. Cái đó là, đây cái người đó là bà con vợ xưa của em. Đời anh mới qua mà cho anh về chín quen ha năm mươi chín ra tặng mười chín dây dầu rồi em mới về họ đấy chị cho tặng chín dây dầu với 1 triệu mà anh cho lại mấy cũng muốn một màu mắm tinh già với hai bịch khô cá đuồng bự vậy nè nhưng mà tương lai trong nhà đó có tiền dâu bà ba thì dâu bà ba đúng rồi dâu bà ba đó má cũng vậy nữa bà cũng mượn vậy nữa biết chết tao không được ăn xong thằng mày cho anh vậy là bán luôn thấy lợi trơn đâu đừng rầy vợ con ha con đừng rầy bà nói với ta đừng rầy vợ con ha con cho bà ăn đi rồi chết từng cuốn đâu mình tao chết từng bộ này chứ tao chết từng cuốn mà mày đừng rầy vợ mày chẳng phải vậy đó chết rồi không cho vô rồi cái nhà cho xong cái nàng nấu cơm xong rồi trời ơi giờ cô ham cái giỏng con ham cái giỏng mà văng cái giỏng mà sọc sọc em dây dù văng cái là tao nằm chắc khỏe lắm cái vậy đi chắc về hai ngày nữa cái giỏng với dây dù cái bánh đi văng tao quá tao có cái giỏng rồi tao chết cũng được hả trèo giỏng biết về chết luôn em tưởng thiệt tao được nằm là tao chết cũng được bà nói mà cho tao nằm cái giỏng rồi xong nàng tao chết tao cũng vui nữa. Đây, quảng cáo bánh tét Trà Cuông dùm cho bà con Trà Vinh luôn nghe rất là ngon rồi nè.
À, cô chú mình ở xa nói chưa bé đánh tác được con ha. Mình thì cũng ít khi được ăn. Nhiều khi chị Thẩm với anh Bảo về quê á mới cho, chứ mình ở trên đây cũng không có mua được. À, đây đặc sản Trà Vinh có người tặng là mình ăn ké nè. Rồi nghe không? À, nó dẻo dữ lắm. À, hấp dẫn chưa? Em có tấm hình hồi xưa của nó. Rất là dẻo luôn. Nếp dẻo quá mà. Cái nhân đậu thì gia vị nhạt nhạt, nó rất là vừa ăn. Em vô em lấy dẻm cô rồi chị đó. Anh vô trang em. Mình thử miếng thịt nè. Cái bạn bè với em mà anh bao. Ngày thịt nạc. Thịt nạc giống mềm giống như thịt kho tàu mà. Anh có ai có chữ gia đình đó là hết nhưng mềm. Nếu như bà con mình mà ăn bánh tét mà chê á là ăn thử bánh tét Trà Cuông nha. Không chê vào đâu được luôn á. Bên đây có trứng hột vịt muối nữa nè. Đã không? Hôm nay Quảng Sơn cùng cả nhà mình đón rất là nhiều khách Việt Kiều ha. Cậu Tư, cậu Sáu với bà con với bên Mợ Tư nữa. Thì bên đây có cậu Bảy và Bảy Dì Út cùng nhà Nam Việt ha. Bữa nay mình ăn bánh xèo với lại kể chuyện đó đây cho cả nhà nghe cho vui. Đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Đây là video kỷ niệm cùng gia đình Nam Việt. Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại ở video sau nha.